bắt đầu đi Mỹ. Chào Duyên, dạ. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Chai nước hoa của nữ. Dạ. Một cái cân mini. Dạ. Dùng để đi chợ đi kiểm tra hàng hàng mình mua coi có đủ khối lượng. Dạ. Dạ, cảm ơn anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Em cũng có một món quà tặng anh, hy vọng là món quà này anh thích. Nếu như mà anh không vừa thì em sẽ giúp anh ôm bớt. Hoặc là nếu mà anh mặc rộng quá, em sẽ chăm anh để anh có cơ hội anh mặc vừa áo. Cảm ơn em. Dạ, áo cảm ơn. Mở ra coi cái màu có phù hợp không. Ồ, cái màu ngọt ghê luôn á. Rồi, để đây đi mà Mỹ. Thôi, Mỹ với Duyên, mình cảm nhận về nhau đi. Anh cảm nhận em về em thế nào? Em, anh mới gặp em lần đầu thì nhìn em cũng dễ nhìn. Anh muốn hỏi là em đang làm cái ngành nào? Em thì hiện giờ là em làm ở nhà thuốc Tây. Anh là làm công nhân cơ khí cho công ty chuyên sản xuất cân. Em Mỹ Mỹ. Dạ. Có rảnh em tặng chị Vân cái cân chơi. Cái gì vậy trời, cái gia đình tôi là không có cái cân tồn tại ở trong nhà. Ai mua cân là tôi cất vô kho. Mà anh nghĩ Duyên về, nếu mà về ở chung với gia đình anh thì chắc chị hai rất thích Duyên. Thì chị yeah. Hai anh chỉ là làm. Rồi, mời anh ngồi. Mời nhà gái. Ngồi đi em. Thôi xin mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Bạn em. Gái bên kia cùng quý khán giả đang có mặt trong phòng quay. Em tên Võ Phương Mỹ, sinh năm 1970. Hiện em ở Bình Thạnh. Quê quán em ở thành phố Hồ Chí Minh. 70 là hôm nay là 50 tuổi. 50 tuổi rồi. Còn em? Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Chào bạn trai anh, 50 bạn trai bên kia. Em tên là Đặng Vũ Mỹ Duyên, em sinh năm 1974. Em ở quận Tân Phú. Hiện giờ thì em đang làm kế toán. Rồi em nói về mình một chút xíu đi. Dạ, ưu điểm của em thì em chân thật, tính chung thủy, em vui vẻ, dễ hòa đồng. Điểm yếu của em thì em cũng hơi nóng tính, chứ em nhát trai. Em nhát trai hả? Em trai dễ thương vậy có gì đâu. Nhưng mà giống như em thích cái người nào á, cái tự nhiên em cúp điện. Thành ra bây giờ em mới lên chương trình, nhờ chương trình gã gấp giùm em. Để đó tụi chị lo. Rồi còn bạn bên kia. Dạ, ưu điểm em là hiền, chân thật, chăm chỉ và có trách nhiệm. À, điểm yếu em là hơi chậm và ít nói. Hơi chậm ít nói, thoải mái lên nào. Dạ. Thoải mái lên. Hát bài nào đó đi cho nó thoải mái, nó sung lên coi. Dạ, bài Sai Lầm của anh. Hồi đó về sai lầm nhiều lắm hả? Dạ, không. Rồi, bắt đầu. 2, 3. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đời mới. Còn muốn ấp ôm em heo cả cuộc đời mà anh còn chưa nói à, đó, đó. Xỉu luôn rồi trời ạ. Chào em. Dạ em ơi. Dạ thôi qua đây coi. Dạ. Sao làm gì hồi dạ, hộp chào dữ chị vậy? Hồng Vân. Ừ, sao hồi hộp vậy? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình. Em chưa có mối tình. Em chỉ tình đơn phương với tình bạn bè. Trời ơi. Tình đơn phương thôi. Dạ, tình đơn phương bạn được bè. Bao nhiêu năm? Cũng 2 năm rồi. Rồi 2 năm là coi như em dứt luôn. Dạ. Ừ, không còn đơn phương người ta nữa. Dạ dạ. Đúng không? Trời ơi, 70 mà không có mối tình nào hả? Dạ. Bây giờ cái mối tình đơn phương đó cũng không có nói được gì luôn. Dạ. Có bao giờ nắm tay con gái chưa? Cũng có. Có cảm giác gì không? Thì cũng có cảm giác rung động nhẹ nhẹ. Rung động nhẹ nhẹ. Dạ. Mà chuyện đó cách đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng 10 năm. 10 năm lúc. Dạ. Đó là em 40 tuổi. Dạ. 40 tuổi mà em vẫn nhát như vậy luôn á hả? Dạ. Còn này nhát quá, thoải mái lên nào.
À, tụi anh nói như thế để gọi là cho bạn mở lòng ra ha. Đúng bạn rồi. Nói nhiều hơn nữa để đúng ta rồi. Hiểu bạn nhiều hơn thôi. Đúng rồi. Bạn ở nhà với ai? Dạ em ở mẹ với ba chị lớn. Ba chị lớn, nhà có con trai không? Có con trai mà em út. Có gia đình hết chưa? Có gia đình rồi. Rồi, mình ở với mẹ, mẹ có mong muốn lấy vợ không? Dạ cũng muốn em có vợ. Thôi cố gắng lên ha. Dạ, bây dạ. giờ mình hỏi để bên kia người ta hiểu hơn với mình nha. Ừ. Dạ. Để coi giờ, đàn gái coi. Bây giờ dạ, mối tình nè, tình duyên. Rồi, chào em gái. Dạ. Hỏi tình duyên của bạn. Mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào. Em chưa có mối tình nữa. Đứng hình nữa. Em có đơn phương không? Dạ có. Có đơn phương. Có nắm tay đàn ông chưa? Dạ có. Có hôn đàn ông chưa? Dạ chưa. Chưa có cảm giác nụ hôn đầu tiên luôn? Dạ chưa. Hai người này lạ ta. Là coi như hai người này là nếm gì chưa đập thùng đó. Hàng còn nguyên thùng đó phải không? Cả hai đều trinh nguyên. Chà mệt ạ, mệt á. Bởi vì họ nhát quá. Bây giờ em muốn cái người yêu lý tưởng của em, cái mẫu hình như thế nào? Là mẫu người đàn ông của gia đình anh. Đây là gia đình đó, đây là chăm sóc bảo đảm em luôn. Đây là rất nhẹ nhàng, có thể chăm sóc rất là kỹ luôn á. Dạ, có việc làm ổn định. Việc làm ổn định? Ổn định không? Dạ em ổn định. Rồi, ổn định luôn. Anh thấy là anh này là được đó. Dạ. Em, dạ, em nói là em có một lời hứa là em hứa bố mẹ em là em nợ bố mẹ em một chàng rể. Mà bố mẹ em bảo là đợi lâu quá, nhanh nhanh lên mẹ đợi không được nữa đâu. Và cuối cùng là em đã thất hứa. Trời ơi, thấy thương không? À, em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Là bạn gái đó hiền đảm đang. Hiền trách, đảm đang. Có trách nhiệm với gia đình. Quá trách nhiệm luôn. Có lòng trung thủy. Đây là trung thủy đó, ta ở tới giờ này là trung thủy lắm rồi đó. Đâu, bạn vừa khẳng định là bạn trung thủy mà. Ừ, đây là hết cỡ trung thủy luôn rồi đó. Dạ. Tới giờ mà chưa có bồ là dữ lắm rồi đó. Dạ. Dược cũ này hiếm lắm, còn gì nữa. Dạ. Vậy là được rồi đó. Vâng, nghĩ là hai bạn này phải cho hai bạn gặp nhau nhiều đi và dành thời gian riêng cho hai bạn nhiều. Thành ra bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình trước đi. Em đi với ai? Em đi với lại anh em. Rồi, chào anh. Xin chào khán giả trong trường quay cũng như là khán giả đang coi chương trình. Xin chào hai MC. Xin chào chàng trai bên đây. Tôi là anh cô cậu của Mỹ Duyên. Thì Mỹ Duyên á, thì nãy giờ nói thì chắc mọi người cũng biết rồi. Và khi mà đã quen biết rồi thì nó rất là quậy. Nhưng mà tới một cái môi trường lạ thì nó lại nhát. Còn nói về chàng trai bên này á, đây là một người đàn ông chân phương, chân chất. Riêng đối với anh ha, riêng đối với anh, trước mắt anh duyệt. Và nhân đây thì tôi cũng xin có lời cảm ơn chương trình đã tổ chức ra cái buổi gặp mặt như vậy để giúp đỡ cho rất nhiều bạn. Và hôm nay chúng tôi vui mừng vì chính em chúng tôi cũng được chương trình tạo cơ hội. Xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Chị trai đi với ai? Đi với người em đồng nghiệp làm chung công ty. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân cùng toàn thể quý vị khán giả. Em là đồng nghiệp lâu năm với anh Mỹ. Dạ, còn nếu nói về anh Mỹ thì nếu mà ưu điểm thì em chỉ nói gọn gọn thôi. Hiền, rất rất hiền. Dạ, còn bên chị cùng chơi thì em thấy chị cũng được gia đình ủng hộ nhiều. Thì em cũng mong muốn là hai anh chị sẽ tạo điều kiện cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn, đồng cảm với nhau và cùng nhau đi đến cái kết tốt đẹp nhất. Dạ, xin cảm ơn chương trình. Rồi, bây giờ hai bạn chuẩn bị nha. Chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Cố lên, mở rào. Bắt đầu đi Mỹ. Chào Duyên. Dạ. Có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Chai nước hoa của nữ. Dạ. Một cái cân mini. Dạ. Dùng để đi chợ đi kiểm tra hàng mình mua có đủ khối lượng. Dạ. Dạ, cảm ơn anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Em cũng có một món quà tặng anh, hy vọng là món quà này anh thích. Nếu như mà anh không vừa thì em sẽ giúp anh ôm bớt. Hoặc là nếu mà anh mặc rộng quá em sẽ
chăm anh để anh có cơ hội anh mặc vừa áo. Cảm ơn em. Áo cảm ơn. Mở ra coi cái màu có phù hợp không. Ồ, cái màu ngọt ghê luôn á. Rồi để đây đi mà Mỹ. Hai, Mỹ với Duyên, mình cảm nhận về nhau đi. Anh cảm nhận em về em thế nào? Em, anh mới gặp em lần đầu thì nhìn em cũng dễ nhìn. Anh muốn hỏi là em đang làm cái ngành nào? Em thì hiện giờ là em làm ở nhà thuốc Tây. Anh là làm công nhân cơ khí cho công ty chuyên sản xuất cân. Em Mỹ Mỹ. Dạ. Có rảnh em tặng chị Vân cái cân chơi. Cái gì vậy trời, cái gia đình tôi là không có cái cân tồn tại ở trong nhà. Ai mua cân á là tôi cất vô kho. Mà anh nghĩ Duyên về, nếu mà về ở chung với gia đình anh thì chắc chị hai rất thích Duyên. Thì chị hai á, anh chỉ là làm điều dưỡng trong bệnh viện ung bú. Dạ. Mà chị bây giờ đã về hưu rồi. Dạ. Chị có gia đình không anh? Chị không có gia đình. À, không có gia đình. Em thì em ở với em trai. Bố mẹ em mất rồi. Em trai em thì sắp tới cũng lập gia đình. Thành ra tự nhiên em thấy em lẻ loi có một mình em cô đơn chính trong căn nhà của em. Phải có, sẽ có người ở trong ngôi nhà đơn chiếc của em nha. Dạ. Là anh Mỹ đó. Dạ. Em thấy sao? Em có thể là cái người đàn ông vững chãi đó không? Em thấy em lớn tuổi và em cũng muốn có người bạn gái để bầu bạn tới tuổi già. Đúng rồi. Thôi, anh thấy là bây giờ mình không cần phải nói chuyện tình yêu gì nữa trơn, bởi vì hai người cũng đã trễ rồi. Đúng rồi. Cũng lớn rồi. Mà cần gấp luôn. Đúng rồi. Bây giờ bấm quyết tâm đi. Bấm nút đi. Bấm nút đi ha. Nha. Được không? Bấm không? Dạ bấm. Bấm vào đây bấm, còn bên kia biết bấm hay không? Có bấm không? Dạ, em bấm. Rồi đó, bên này ta bấm, bên này bấm luôn rồi. 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 Tôi không hỏi cần thủ tục. Thì tôi không bấm cái đó vô màn hình để bấm mà. Bấm đi. Đây. Hỏi em thủ biết tục. Bắt. Bấm rồi, rồi, rồi. Ok. Cặp này là phải làm nhanh. Đúng rồi, quá trời rồi. Mà càng nhanh càng tốt, không có thủ tục gì nữa trơn á. Dạ. Ha, thôi nắm liền thấy không? Cậu vô nhào vô nắm liền luôn. Hùng cái lấy tinh thần ơi. Hùng hai bên luôn. Đó. Thế nào bây giờ là đứng đây. Hai người ôm nhau chặt cái coi trời ơi, 50 năm rồi, đứng đây nè. Đừng có ngại rồi, ôm vô, ôm chặt vô. Rồi, miết vô Hùng. Đó. Chặt luôn để đó, để đi Nguyên để. Trời, nắm hoài không buông luôn ha. Không buông mà, không thấy, buông. Thấy sao, cảm giác sao? Dạ, cảm thấy ấm áp. Đó. Cuộc sống phải cần ấm áp thế này nha. Rồi, dạ. Chúc mừng hai em. Dạ. Nha. Dạ. Hai em. Cảm ơn anh. Em quà nói gì với bạn gái đi. Anh hứa suốt đời chung thủy với em. Vậy đó. Sớm tổ chức đám cưới và em. Cảm ơn em. Dạ. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yagio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, nắm tay đi, nắm tay đừng có buông rau ra, nhớ đừng buông tay em trai ra nha em gái. Dạ. Trời, cầu mong họ cưới nhau sớm thiệt luôn á. Vân cầu ghê luôn. Rồi, chúng ta tin chắc một ngày mai hạnh phúc sẽ đến với tất cả những người phụ nữ tương lai và sẽ đến với những cặp đôi trong ngày hôm nay.
Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.